cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 12, khoảng gần 3 hôm nữa là đến Noel rồi. Mỗi năm đến dịp Noel thì Quang hay đi dạo lòng vòng khắp thành phố để mà vui chơi, tìm kiếm những địa điểm đẹp để mà chụp hình. Nhưng mà có lẽ năm nay Quang có một sở thích là được đến một vị trí một như là tòa nhà La Mã hiện tại này nè. Mình đứng từ trên cao, mình ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố ở Sài Gòn vào buổi đêm. Một cảm giác phồn hoa nhưng thật là yên bình, nhẹ nhàng. Quang được biết thì tòa nhà La Mã này là cao nhất của Sài Gòn, thành phố mình. Không biết là quý anh chị nào mà chưa từng đến thưởng thức cà phê hay là đến tòa nhà này để mà ngắm toàn cảnh thành phố thì Noel này mình cũng đến mình chiêm nghiệm thử xem sao.